Dạ vâng, thưa anh, chúng ta được biết rằng cái danh sách các quốc gia đáng quan tâm CBC đó thì do Ngoại trưởng Hoa Kỳ dưới sự ủy nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ, và chúng tôi thấy rằng trong cái danh sách mà gọi là hạng nhất đó, thì có tên Việt Nam, còn cái hạng thứ hai đó thì lại không có. Tức là những cái tình trạng là tra tấn, nhược đãi, bất nhân hay là làm giảm phẩm chất con người hay là trừng phạt những tù nhân vân vân thì Việt Nam có ghi trong đó. Nhưng mà ở tầng thứ hai thì không có Việt Nam. Có phải rằng Việt Nam đã ra khỏi danh sách CBC từ những năm về trước nên không có tên trong cái danh sách mới nhất không thưa anh? À không, có lẽ đó là cái bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, tức là USERF, tức là US Commission on International Religious Freedom. Cơ quan này là cơ quan tư vấn và họ hàng năm đều có đề nghị. Và mới tháng vừa rồi đây là họ đã ra một cái bản đề nghị là tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có đáp ứng cái lời đề nghị đó hay không lại là chuyện khác nữa. Nhưng mà có cái lời đề nghị thì chúng ta cũng có thêm cái căn cứ để vận động. Và đấy tôi muốn nhấn mạnh cái điểm thế này, Hoa Kỳ không phải chỉ có một cái chính sách chế tài đó không đâu, mà còn một số chính sách chế tài khác nữa. Ví dụ như nếu Việt Nam mà không cải thiện cái tình trạng buôn người ở trong nước, buôn người lao động mà chúng tôi đang phanh phui ra đó, thì có thể tháng 5 này lại bị rơi vào cái danh sách chế tài trong một lĩnh vực nhân quyền khác, chứ không phải là vấn đề CPC. Ngoài ra còn rất nhiều những cái biện pháp chế tài cá nhân của những cái thủ phạm. Chúng tôi đang khai thác hàng loạt những cái biện pháp chế tài của Hoa Kỳ. Và bây giờ nhiều quốc gia khác cũng có những cái biện pháp chế tài tương tự, như Úc mới đây cũng đã thông qua cái luật về Magnitsky toàn cầu. Thì một hồ sơ chúng tôi soạn cho Hoa Kỳ, chúng tôi cũng có thể chia sẻ với chính phủ Úc, để chính phủ Anh, chính phủ Liên Âu và Canada là những quốc gia, là những khối quốc gia mà đã có một cái luật chế tài dành cho những kẻ vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng của người khác. Dạ vâng, và thưa anh, cái hậu quả của những quốc gia mà bị ghi tên vào CBC đó thì hậu quả như thế nào? Có ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế không? Và nhiều người cho rằng Việt Nam dường như chẳng có quan tâm đến việc mà bị cho vào danh sách CBC. À, nó có hai cái tác động. Có tác động thứ nhất là về tâm lý. Bởi vì các cái chế độ độc tài đó họ rất cần một cái hình ảnh. Họ muốn vẽ cho họ một cái hình ảnh đẹp. Cái người mà tử tế thì nhiều khi họ không để ý, nhưng mà cái người mà xấu xa đó luôn luôn họ phải mặc cái đồ cho nó thật đẹp vào, hào nhoáng vào, thành ra nó có một cái tác động về tâm lý, về cái thể diện. Cái thứ hai là nó có thể dẫn tới cái tình trạng là bị chế tài ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế. Tuy nhiên trong cái chính sách về chế tài về CPC đó, nó có đến 12 nấc, từ rất nhẹ đến rất nặng để mà chế tài. Mà muốn đi hết 12 nấc như vậy có khi phải mất đến cả chục năm. Thành ra quả thực là Việt Nam nhiều khi cũng lơ là, cũng nói, à bị CPC chỉ mang tiếng thôi, còn ảnh hưởng kinh tế chưa có bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu bị chế tài vì lý do là không thực tâm phòng chống buôn người đó, thì nó có những biện pháp kinh tế trực tiếp, chứ không phải đi qua 12 nấc khác nhau, mà nó ngay ở nấc đầu đã có những biện pháp về kinh tế. Thành ra cái chế tài mà chúng tôi nói về lĩnh vực buôn người đó, nó nặng hơn, nó nghiêm trọng hơn, nó có tác dụng trực tiếp đến Việt Nam hơn. Nhưng mà ngoài này ta ít ai nhắc đến cái chuyện đó. Bên cạnh đó có những cái vấn đề chế tài cá nhân thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thủ phạm. Và thực sự tôi đang tiếp tục soạn thêm nhiều cái hồ sơ để mà đề nghị chế tài cá nhân những thủ phạm. Dạ vâng. Dạ thưa anh vừa nói rằng có hiệu quả về mặt tâm lý. Như vậy nhiều người quan sát thời cuộc thì thấy rằng trong những năm vừa qua thì Việt Nam dường như không có trả tự do trước hạn cho một tù nhân nào hoặc là cho họ xuất cảnh. Liệu rằng đó là không có tác động tâm lý đối với Việt Nam hay sao? Không có tạo nên một vẻ mặt cho một chế độ độc tài chuyên trị như thế, thưa anh? À, vâng, thực sự ra cái việc mà trả tự do đó, nó không là cái chỉ dấu để cho thấy rằng có sự cải thiện nào cả, mà đó chỉ là sự đổi trác thôi. Bởi vì nếu mà cải thiện thì không cần phải trả tự do cho ai, thì không có tù nhân lương tâm. Đằng này là họ bắt rất nhiều và lâu lâu họ trả tự do nhỏ giọt để mà đổi trác với lại thế giới, với quốc tế, với lại Hoa Kỳ. Thì thực sự nó có một trường hợp tù nhân lương tâm tôn giáo được trả tự do gần đây, ông Phan Thanh Ý thuộc nhóm Ân Đàn Đại Đạo đó. Rất tiếc là ông ta được trả tự do cách đây khoảng 3 tháng thì liền sau đó 2 tháng sau thì ông ấy đã qua đời. Có lẽ vì bệnh hoạn, sức khỏe, kiệt quệ. Thì nó có những cái trường hợp trả tự do nhưng mà ít ai để ý đến. Dạ vâng. Câu hỏi cuối cùng cũng là trở lại lúc đầu là thưa anh, liệu rằng Việt Nam có bị đưa vào danh sách những quốc gia cần lưu ý của Hoa Kỳ không thưa anh? Những cái câu hỏi đó chúng tôi không có câu trả lời, chỉ biết được một điều rằng là đối với là cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là một cái cơ cấu
tư vấn cho Quốc hội, cho Tòa Bạch Ốc, cho Tổng thống và cho Bộ Ngoại giao. Do Quốc hội thành lập thì thúc đẩy rất mạnh mẽ. Đây là cái bản phúc trình đầu tiên của họ là về Việt Nam. Và ngay trong bản phúc trình ấy, họ kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là phải đưa Việt Nam vào trở lại danh sách CPC. Thì cái kết quả như thế nào là một phần không nhỏ là do chính những người Mỹ gốc Việt và những tổ chức của Hoa Kỳ mà quan tâm đến tự do tôn giáo đó, cùng nhau vận động và áp lực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong những tháng tới đây. Dạ vâng, đồng ý rằng cái quyết định đó là do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng mà với một người am tường thời sự và có thể tiên liệu được thì anh nghĩ rằng cái chuyện này sẽ diễn ra hay không? Dạ. Chúng tôi nghĩ rằng cái triển vọng nó cao hơn năm ngoái, bởi vì trong thời gian khoảng 3 tháng, 4 tháng trở lại đây có khá nhiều những cái cuộc bạo động và vi phạm quyền tự do tôn giáo, không riêng cái chết của Linh Mục Trần Ngọc Thanh mà bên Cao Đài cũng bị, bên gọi là cái đạo Dương Văn Mình, 60 mấy người bị đánh đập và 11 người bị bắt tạm giam và có lẽ sẽ đi tù thôi. Ở bên Tây Nguyên cũng bị cộng đồng người Tây Nguyên mà theo đạo Tin Lành. Một cái điều rất rõ ràng rằng cái sự sử dụng bạo lực nhắm vào các tu sĩ công giáo nó không phải là đơn lẻ riêng một trường hợp của Linh Mục Trần Ngọc Thanh, mà trước đó ngay tại Công Tum cũng đã có nhiều vụ, chưa kể là nhiều nơi khác, chẳng hạn như là ở Huế thì có Đan Viện Thiên An, cũng có những nhóm gọi là quần chúng tự phát, và trước đó nữa thì Linh Mục Nguyễn Đình Thục chẳng hạn, Linh Mục Đặng Hữu Nam ở tại các cái vùng mà bị ảnh hưởng bởi cái việc xả thải chất độc ra biển của nhà máy Formosa mà giáo dân đứng lên để mà đấu tranh đòi công lý đó, thì các vị linh mục cũng bị đe dọa, giáo dân bị đánh, thậm chí nhiều người bị bắt. Thì cái điều này cho thấy rằng cái chính sách của nhà nước Việt Nam là khuyến khích cái ngôn ngữ kích động bạo lực và kích động hận thù nhắm vào công giáo, bởi vì họ không dám trực tiếp sử dụng bạo lực vì họ e rằng quốc tế sẽ lên án, e rằng đó là cái lý do để mà Hoa Kỳ đưa họ vào CPC. Nên bây giờ họ đi đường vòng, họ sử dụng quần chúng, những thành phần dư luận viên kích động bạo lực, kích động hận thù nhắm vào các tu sĩ. Chúng tôi cần phải chứng minh rằng chính quyền Việt Nam đã không làm gì hết để mà làm giảm đi hoặc là ngăn ngừa những cái ngôn ngữ, những cái lời kích động hận thù và bạo lực, và nó dẫn đến cái tình trạng đầy bạo lực, tràn lan bạo lực ở trong xã hội, và đặc biệt là nhắm vào các cái tôn giáo mà không tuân phục nhà nước, như là Công giáo, như là Cao Đài gốc, như là Phật giáo Hòa Hảo, cũng như là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hoặc là người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, người Khmer Khom theo Phật giáo Tiểu Thừa, mà tranh đấu bảo vệ cho cái văn hóa và cái tôn giáo của người Khmer Khom. Thế tôi đang đúc kết lại, tổng hợp lại tất cả sự kiện tự dưng trong thời gian khoảng 4 tháng trở lại đây, có rất nhiều sự kiện cho thấy rằng có bước đi lùi về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng cho cái buổi nói chuyện này, và cũng đầu năm xin kính chúc anh chân cứng đá mềm, tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam thưa anh. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn.